Xin hân hoan chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin nóng hổi và đầy kịch tính về làng bóng chuyền, được cập nhật liên tục trên kênh tin tức online của chúng tôi. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin đang gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ, người thay thế Trần Thị Thanh Thúy tại VTV Cup 2024 đã chính thức lộ diện, và đó chính là một siêu dự bị sinh năm 2000, người đã gây chấn động khi dội bom vào lưới đội vô địch thế giới. Tiếp nối là một diễn biến bất ngờ không kém. Trong cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan, màn trình diễn xuất sắc của chúng ta đã khiến Liên đoàn bóng chuyền châu Á chỉ biết thốt lên một từ đầy kinh ngạc. Và cuối cùng, một tin tức cực sốc, chắc chắn sẽ làm nức lòng người hâm mộ, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền vừa gây chấn động làng bóng chuyền Việt Nam khi lập nên một thành tích chưa từng có trong lịch sử. Dù phải đối mặt với không ít áp lực và những lời chỉ trích, Bích Tuyền đã không chỉ vượt qua mọi khó khăn mà còn vươn lên đỉnh cao, khẳng định vị thế của mình trong làng bóng chuyền Việt Nam và khu vực. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân cô, mà còn là dấu mốc lịch sử cho toàn bộ nền bóng chuyền nước nhà. Thông tin đầu tiên, xác định người thay Trần Thị Thanh Thúy ở VTV Cup 2024 là siêu dự bị 10X dội bom đội vô địch thế giới. Như Quỳnh vừa nhận giải thưởng chủ công xuất sắc nhất ở lượt về CV League 2024 sau những màn trình diễn quá ấn tượng khi cô được huấn luyện viên Tuấn Kiệt tin tưởng trao cơ hội đánh chính trước các đối thủ sừng sỏ như Philippines, Indonesia và đặc biệt là Thái Lan. Tiếp nối phong độ rực sáng từ lượt đi, tay đập quê Nghệ An không chỉ giữ vững mà còn nâng tầm sức mạnh của mình ở lượt về. Với tổng cộng 56 điểm, trong đó có 15 điểm ở trận đấu then chốt gặp tuyển Thái Lan, Như Quỳnh đã chứng minh cô không chỉ là một chủ công xuất sắc mà còn là ngòi nổ quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Như vậy, chỉ trong tháng 2 năm 2023 và 2024, Như Quỳnh đã 4 lần dội bom tuyển Thái Lan, ghi tổng cộng 73 điểm. Những con số này không chỉ đơn thuần là thống kê mà còn là minh chứng cho đẳng cấp và bản lĩnh thi đấu tuyệt vời của cô gái người dân tộc Thái. Đối mặt với đội bóng xếp trong top 15 thế giới, ở tuổi 21, 22, Như Quỳnh đã không chỉ thể hiện sự bùng nổ mà còn là một tâm lý thi đấu vững vàng, đầy tự tin và quyết tâm. Điều đáng nói hơn, trước lượt về CV League 2024, Như Quỳnh có rất ít cơ hội ra sân dù luôn có mặt trong danh sách thi đấu của tuyển Việt Nam suốt 2 năm qua. Nhưng mỗi khi được trao cơ hội, cô đều tận dụng triệt để khẳng định tài năng và vị thế của mình, đặc biệt là trong những trận đối đầu với Thái Lan, đối thủ truyền kiếp của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây thực sự là một hành trình vươn lên mạnh mẽ của Như Quỳnh, không chỉ giúp cô khẳng định tên tuổi mà còn là niềm hy vọng mới, thắp sáng tương lai cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong những năm tới. Như Quỳnh, cô gái người Nghệ An, dù chỉ cao 1m75 và vẫn còn rất trẻ, đã khiến làng bóng chuyền Việt Nam phải ngỡ ngàng với những màn trình diễn đầy ấn tượng. Thường xuyên phải dự bị cho ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy, Như Quỳnh không chỉ đối mặt với thách thức về chiều cao hạn chế mà còn cả việc không được ra sân thường xuyên. Thế nhưng, mỗi khi được trao cơ hội, cô đều nắm bắt nó một cách hoàn hảo, khiến không ít người hâm mộ phải đặt câu hỏi, vì sao huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lại cứ mãi giữ Như Quỳnh trên băng ghế dự bị khi cô hoàn toàn xứng đáng được đánh chính. Những gì Như Quỳnh thể hiện không chỉ là sự chói sáng trước những đối thủ mạnh nhất khu vực như Thái Lan, mà cô còn gây ấn tượng mạnh khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới. Tại giải vô địch thế giới các câu lạc bộ cuối năm 2023, Như Quỳnh đã khiến tất cả phải ngưỡng mộ khi ghi 15 điểm trong trận đầu tiên gặp đội bóng chuyền nữ số 1 thế giới Vakibank của Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là màn trình diễn đáng nhớ, nhưng không dừng lại ở đó, chỉ vài ngày sau, cô tiếp tục ghi 14 điểm khi đối đầu với nhà vô địch Nam Mỹ Dentil Kaya. Những con số này không chỉ là minh chứng cho khả năng tấn công vượt trội của Như Quỳnh mà còn khẳng định cô có thể tỏa sáng trước bất kỳ đối thủ nào, dù đó là đội bóng mạnh nhất thế giới. Hiện tại, với Trần Thị Thanh Thúy mới chỉ hồi phục 60% thể lực, Như Quỳnh đang được coi là chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận về tài năng của cô mà còn là một tín hiệu đầy hy vọng cho tương lai của đội tuyển. Nếu Như Quỳnh tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, cô không chỉ sẽ trở thành ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa bóng chuyền nữ Việt Nam tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế. Như Quỳnh là một minh chứng rõ ràng rằng tài năng không nhất thiết phải đi đôi với chiều cao lý tưởng. Sự khéo léo, thông minh trong xử lý tình huống và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi đã giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Với những bước tiến vững chắc như hiện tại, Như Quỳnh chắc chắn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa, trở thành niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam và là nguồn cảm hứng cho các thế hệ vận động viên trẻ sau này. Thông tin tiếp theo đầy bất ngờ khi bóng chuyền nữ Việt Nam so kè Thái Lan, Liên đoàn châu Á chỉ biết thốt lên một từ đáng kinh ngạc. Vào ngày 11 tháng 8, trận đấu quyết định cho chức vô địch chặng 2 CV League 2024 giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra. Sau 4 set đấu đầy hấp dẫn, chủ nhà Thái Lan là đội đã có được phần thắng chung cuộc,
tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội ở khu vực Đông Nam Á. Liên đoàn bóng chuyền châu Á, AVC, đã theo sát những diễn biến hấp dẫn của CV League năm nay và cũng nhanh chóng cập nhật thông tin lượt trận cuối cùng của giải đấu trên trang chủ. Để mô tả về cặp đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, AVC đã dùng từ Tachivan, tạm dịch là đối thủ không đội trời chung, cho rằng Thái Lan đã có chiến thắng đầy cảm xúc để giữ được mạch trận bất bại. AVC cũng đánh giá rằng dù đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, hàng công của chúng ta vẫn rất mạnh với sự góp mặt của Nguyễn Thị Bích Tuyền với chiều cao gần 1m90 cùng hai chủ công Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh và truyền hai giàu kinh nghiệm Đoàn Thị Lâm Oanh. Bích Tuyền là cái tên được AVC đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh, tổ chức này nhận định sự xuất sắc của đối truyền quê Vĩnh Long cùng kỹ năng chắn bóng tốt của Như Quỳnh đã giúp chúng ta có lợi thế lớn trong set 3, sau đó đã giành được thắng lợi để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Dẫu vậy, Thái Lan với những cá nhân xuất sắc đã nhanh chóng lấy lại thế trận để ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc. Những màn đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng chuyền hai nước. Ở cả hai lần chạm trán nhau tại giải đấu này, nhà thi đấu Vĩnh Phúc chặng 1 và Cô Rác Chát Chai Hôn chặng 2 đều chật kín khán giả. Kể từ khi CV League có mùa giải đầu tiên vào năm 2019, bóng chuyền nữ Thái Lan đều lên ngôi vô địch. Việt Nam có lần thứ 5 liên tiếp về nhì kể từ năm 2022, năm này chỉ diễn ra một chặng, các năm khác tổ chức hai chặng. Indonesia có hai lần giành ngôi Á quân, trong khi thành tích tốt nhất của Philippines chỉ là vị trí thứ 3 chung cuộc. Và cuối cùng Bích Tuyền gây chấn động làng bóng chuyền Việt Nam, lập thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam. Bích Tuyền, cái tên đang trở thành niềm tự hào và biểu tượng cho sức mạnh của bóng chuyền nữ Việt Nam, đã không ngừng làm dậy sóng làng bóng chuyền quốc tế với những màn trình diễn bùng nổ từ đầu năm 2024 đến nay. Mỗi lần ra sân, cô gái quê Vĩnh Long lại khiến người hâm mộ và giới chuyên môn phải trầm trồ, thán phục trước phong độ ổn định và khả năng tấn công mạnh mẽ của mình. Đặc biệt là ở lượt về CV League 2024, dù tuyển Việt Nam không thể vượt qua chủ nhà Thái Lan, nhưng Bích Tuyền vẫn tỏa sáng rực rỡ, ghi tới 25 điểm trong cuộc đối đầu đầy căng thẳng với đội bóng xứ sở Chùa Vàng. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn ghi tổng cộng 58 điểm trong cả lượt về, một con số ấn tượng mà không phải ai cũng có thể đạt được. Đây không chỉ là những con số thống kê đơn thuần, mà là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của Bích Tuyền, người đang từng bước đưa bóng chuyền Việt Nam tiến xa trên bản đồ thế giới. Với quá nhiều màn trình diễn ấn tượng, Bích Tuyền đã được vinh dự lọt vào danh sách 10 đối chuyền xuất sắc nhất thế giới năm 2024, theo xếp hạng mới nhất của trang bóng chuyền nổi tiếng Volleybit. Đây là một thành tích chấn động, một cột mốc lịch sử không chỉ riêng cho sự nghiệp của Bích Tuyền, mà còn cho cả nền bóng chuyền Việt Nam. Trước đây, việc một vận động viên bóng chuyền Việt Nam lọt vào top 10 thế giới là điều mà không ai dám nghĩ tới, thậm chí trong giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Thế nhưng, Bích Tuyền đã làm được điều mà không ai ngờ tới, cô đã chứng minh rằng bóng chuyền Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tới những đỉnh cao mới, chỉ cần có sự nỗ lực, quyết tâm và tài năng. Sau CV League, Bích Tuyền không có thời gian để nghỉ ngơi. Cô sẽ tiếp tục cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại VTV Cup 2024, diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024. Đây là một giải đấu quan trọng, không chỉ để khẳng định vị thế của Việt Nam trên đấu trường khu vực, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho những giải đấu lớn hơn trong tương lai. Người hâm mộ cả nước đang chờ đợi những cú đập bóng mạnh mẽ và những pha tấn công đầy uy lực của Bích Tuyền, người đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bóng chuyền Việt Nam. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi kết thúc VTV Cup, Bích Tuyền sẽ cùng câu lạc bộ LPB Ninh Bình tham dự giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ châu Á 2024 vào tháng 9. Đây sẽ là cơ hội để cô tiếp tục thể hiện tài năng của mình trên đấu trường châu lục, đối đầu với những đội bóng mạnh nhất khu vực và chứng minh rằng cô xứng đáng với vị trí trong top 10 đối chuyền xuất sắc nhất thế giới. Bích Tuyền không chỉ là niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam, mà còn là biểu tượng cho sự vươn lên, khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Những thành tích mà cô đã đạt được không chỉ là câu chuyện về một cá nhân xuất sắc, mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ và cả nền thể thao nước nhà. Trong tương lai, người ta có quyền mơ về những thành công lớn hơn, khi bóng chuyền Việt Nam, với những tài năng như Bích Tuyền, sẽ không còn là một hiện tượng đơn lẻ mà sẽ trở thành một thế lực đáng gờm trên đấu trường quốc tế,